Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lang Chánh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo thị trấn Lang Chánh. Thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi do đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, điều hành quyết liệt của chính quyền, sự tuyên truyền vận động của tổ chức hội, tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên phụ nữ nhìn chung ổn định, cán bộ hội viên phụ nữ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước, các cấp hội toàn thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như thi đua yêu nước, chào mừng thành công đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn Lang Chánh, nhiệm kỳ 2021-2026 được các cấp các ngành đánh giá cao. Trong công tác chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cấp hội phụ nữ phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền ủng hộ, hưởng ứng cuộc vận động hướng về thành phố mang tiền Bác, ủng hộ khu cách ly tập trung, Ban chỉ đạo tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Năm 2021, hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khó khăn với tổng giá trị là 78 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã trao 5 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết, tổng giá trị là 1 triệu đồng. Phối hợp với các tổ chức khác, ra soát và hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được các cấp hội quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Cùng với đó, các hoạt động giúp phụ nữ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc được coi trọng. Đến nay, hội đang đảm nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 15 tỷ đồng cho 276 hộ vay, tài chính vi mô 476 hộ vay với dư nợ 5,2 tỷ đồng. Các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, trả gốc lãi đúng hạn và tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng. Các đơn vị duy trì vốn vay, hồ sơ lưu trữ đầy đủ, sắp xếp khoa học. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý kiến, nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo và giải pháp linh hoạt cùng với những tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021 và góp ý kiến cho phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lang Chánh đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021.